Cùng dằm tháng riêng năm 2023, ngày nào, giờ nào đẹp nhất, chuẩn bị lễ vật như thế nào, bài văn khấn nào đúng chuẩn, cần lưu ý điều gì? Hãy cùng Lịch Đệ Tốt tham khảo hướng dẫn cách cùng dằm tháng riêng năm 2023 vừa chuẩn vừa linh, giúp gia chủ được thần Phật độ trì giải trừ tại ách năm Quý Mão này ngay sau đây. Dằm tháng riêng còn được gọi là Tết Nguyên Tiêu, Tết Thượng Nguyên. Dân gian thường có câu cùng quanh năm không bằng dằm tháng riêng, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của nghi lễ cầu cúng trong dịp này. Vì thế, việc chọn ngày tốt, giờ đẹp, lễ vật dâng cúng đúng, bài văn khấn chuẩn là điều mà mọi người rất chú trọng. Ngay sau đây, Linh Nhi Tốt mời quý anh chị và các bạn tham khảo cúng dằm tháng riêng năm 2023 vào ngày nào tốt nhất. Theo lịch vạn niên, năm Quý Mão 2023, dằm tháng riêng rơi vào Chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2023 dương lịch. Theo lịch Can Chi là ngày Giáp Ngọ, ngũ hành kim, ngày cát lành, thích hợp nhất để tiến hành nghi lễ cúng dằm. Dân gian cũng quan niệm rằng cúng lễ vào ngày chính dằm là tốt nhất, bởi đó là thời điểm trăng sáng nhất đầu năm, phúc khí vượng, Đức Phật giáng lâm, độ trì chúng sinh. Khi thành tâm cầu cúng, ắt sẽ được ngài độ trì cho bình an, may mắn. Ngoài ngày chính dằm, tức ngày 15 tháng riêng năm nay, thì ngày 14 âm lịch cũng được đánh giá là ngày đẹp để tiến hành cúng khấn. Ngày này sẽ rơi vào thứ Bảy, ngày 4 tháng 2 năm 2023 dương lịch, ngày Hoàng Đạo. Có điều cần lưu ý, ngoài hai ngày 14 và 15 âm lịch, gia chủ không nên cúng dằm tháng riêng năm 2023 vào ngày khác, vừa không được ngày lại dễ mất linh. Vậy, cúng dằm tháng riêng năm 2023 giờ nào tốt? Theo đó, trong ngày chính dằm tức 15 tháng riêng, khung giờ tốt nhất sẽ bao gồm giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ là giờ Ngọc Đường Hoàng Đạo, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ là giờ Tứ Mệnh Hoàng Đạo, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ là giờ Thành Long Hoàng Đạo và giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ là giờ Bình Đường Hoàng Đạo. Trong ngày 14 tháng riêng thì khung giờ tốt sẽ bao gồm giờ Bình Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ là giờ Tứ Mệnh Hoàng Đạo, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ là giờ Thành Long Hoàng Đạo, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ là giờ Bình Đường Hoàng Đạo và giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ là giờ Kim Quỹ Hoàng Đạo. Lưu ý quan trọng, có quan niệm cho rằng khung giờ cúng dằm tháng riêng tốt nhất là giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, bởi đây là thời điểm thần Phật giáng thế, nhiệm chứng cho lòng thành của gia chủ và ban phát điều lành cho chúng sinh. Ngoài ra, nên tiến hành cúng dằm tháng riêng năm 2023 vào thời điểm từ sáng sớm ngày 14 tháng 1 âm lịch cho đến trước 19 giờ ngày 15 tháng 1 âm lịch. Sau thời gian này, việc cúng khấn cũng sẽ kém linh. Tiếp ngay sau đây, Linh Nhi Tốt mời quý anh chị và các bạn tham khảo mâm cúng dằm tháng riêng năm 2023 đầy đủ và chuẩn nhất. Tuy tương phong tục, tập quán vùng miền cũng như điều kiện kinh tế gia đình mà có lễ vật cúng dằm tháng riêng năm Quý Mão khác nhau. Tuy nhiên, thông thường gồm có hai mâm cỗ chay và mặn. Cỗ chay dâng cúng Phật, cỗ mặn cúng gia tiên và thần linh. Về mâm cỗ chay dâng Phật, vào ngày dằm tháng riêng, nhiều gia đình thường chuẩn bị một mâm cỗ chay để cúng Phật. Màu sắc của các món ăn trong mâm cỗ chay tương ứng với ngũ hành, bởi ăn chay là một phương pháp hướng đến sự cân bằng và tối giản. Cụ thể, màu đỏ tượng trưng cho hành hòa, màu xanh lá là hành mộc, màu trắng là hành kim, màu đen là hành thủy và màu vàng là hành thổ. Các món cơ bản sẽ bao gồm hoa quả, chè xôi, các món đậu, bát sao, bánh trôi nước. Về mâm cỗ mặn cùng gia tiên thần linh, cụ thể bao gồm một con gà luộc, 5 lạng thịt vai luộc, một bát canh, một đĩa xào thập cẩm, một đĩa nem, một đĩa giò, một đĩa xôi gấc và một đĩa hoa quả. Ngoài ra, không thể thiếu hương hoa vàng mã, đèn nến, châu cau, rượu hay vàng mã. Lưu ý, mâm cúng chay dân Phật và mâm cúng mặn cúng gia tiên thường để tách biệt ở các vị trí khác nhau, không nên để chung cùng một nơi. Tiếp ngay sau đây, Linh Nhi Tốt mời quý anh chị và các bạn tham khảo bài văn khấn cùng dằm tháng riêng năm 2023 đúng chuẩn văn khấn cổ truyền, cụ thể như sau. Đầu tiên là bài cùng dằm tháng riêng năm 2023 tại gia.
Tiếp theo là bài văn khấn rằm tháng Giêng năm 2023 tại chùa. Lưu ý, cúng Phật, thần linh là mâm lễ chay tinh khiết cùng hương hoa đèn nến. Khi đi lễ chùa, nếu là Phật tử thì có thể ngồi trước bàn thờ Phật, tụng một thời kinh Phổ Môn hoặc kinh Dược Sư để cầu bình an cho gia đạo. Nếu không tụng kinh được thì có thể dâng hương và tụng đọc bài lễ bài Tam Bảo như trên là được. Một vài lưu ý khi cúng rằm tháng Giêng năm 2023. Cúng rằm tháng Giêng năm 2023 ở chùa hay tại gia? Thường vào ngày này, hầu hết mọi người làm lễ mặn cùng gia tiên, nếu cúng Phật thì làm thêm lễ chay. Tùy vào phong tục từng nơi cũng như điều kiện kinh tế gia đình mà đồ lễ mỗi nhà mỗi khác. Cúng rằm tháng Giêng năm Quý Mão, ngoài mâm cúng ở nhà, nhiều gia đình còn chuẩn bị lễ ngọt lên chùa dâng Phật Thánh. Mục đích vẫn là cầu mong sức khỏe, bình an, con cháu ngoan ngoãn, học hành tấn tới. Theo đó có thể thấy, việc cúng rằm tháng Giêng năm 2023 ở nhà hay ở chùa đều được, miễn là gia chủ thành tâm. Có nên tiến hành cúng dâng sao giải hạn hay không? Vào ngày rằm tháng Giêng, người Việt còn có phong tục dâng sao giải hạn. Lễ này được thực hiện ở chùa, ở đền. Nếu gia đình có người bị sao xấu chiếu trong năm đó, thì lễ này sẽ giúp giải tai ách, xua đuổi rủi ro, cầu mong tài qua nạn khỏi. Vì thế, tùy từng phong tục vùng miền mỗi nơi mỗi khác, tùy vào quan điểm của mỗi người mà có thể tiến hành nghi lễ cúng giải sao tại chùa vào dịp này. Ngoài ra, quý anh chị và các bạn cũng nên lưu ý kiêng kỵ vào ngày rằm tháng Giêng năm 2023, cụ thể kiêng sát sinh. Theo giáo lý nhà Phật, hành động này sẽ khiến cho bản mệnh bị mất công quả hay là giảm đi phước phân, còn có thể khiến cho tài lộc suy giảm, dễ ốm đau bệnh tật hay là gặp họa huyết quang. Kiêng tới nơi âm khí nặng như mồ mả, nghĩa trang, nơi hoang vu vắng lặng, ít người qua lại. Đặc biệt cũng nên hạn chế ra vào bệnh viện, nhất là với những người có sức khỏe không được tốt. Kiêng để hũ gạo trống, hũ gạo như tài khổ trong nhà. Nếu hũ gạo trong nhà mà lộ đáy trong ngày rằm này thì có thể trong suốt năm tiền tài sẽ sa sút, kinh tế đi xuống, dễ rơi vào cảnh túng thiếu. Kiêng để trẻ quấy khóc, tiếng khóc của trẻ con sẽ hút khí xấu, xua đi khí tốt, khiến cho vận khí gia đình sa sút, dễ gặp phải chuyện không may. Nếu cha mẹ không muốn nhà mình gặp phải điều không mong muốn thì hãy cố gắng dỗ dành, chớ để các bé quấy khóc trong ngày này. Kiêng chuyện nam nữ, theo quan niệm xưa thì hành động này sẽ dẫn đến những điều đen đủi trong ngày tiếp theo, thậm chí là có thể dẫn đến đại hạn. Kiêng cầu cá ngày trăng tròn, vào ngày rằm người ta thường kiêng đi câu cá vì cho rằng điều đó sẽ đem tới vận xui, khiến cho người đi câu gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Kiêng làm đồ hỏng hóc hay làm rách quần áo. Quần áo như bộ mặt thứ hai của chúng ta, nếu quần áo rách vào ngày rằm thì người xưa cho rằng sẽ bị vận xui đeo bám. Người ta cũng kiêng mặc đồ màu trắng hay là đen trong ngày rằm tháng Giêng bởi sẽ mang niềm tang tóc, mặc đồ màu này cũng sẽ khó đạt được thành công. Còn với đồ đạc trong nhà mà làm hỏng hay đánh vỡ thì cũng là điềm báo tài lộc tổn hao. Kiêng mất tiền hay cho mượn tiền. Nếu không, tài lộc sẽ bị hao tổn, tài vận xà sút, tiền bạc tiêu tan. Cho mượn tiền là cho người khác tài khí của mình. Đương nhiên, tài lộc của bạn cũng sẽ không được tốt như trước. Kiêng tranh cãi hay xô xát. Trong ngày đoàn viên mà lớn tiếng cãi cọ hay đánh nhau thì sẽ khiến cho cát khí tiêu tan, nảy sinh những trường khí xấu. Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách cúng rằm tháng Giêng năm 2023. Mời quý anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi các nội dung hữu ích
sẽ được cập nhật liên tục và sớm nhất trên kênh Linh Nghệ Tốt. Linh chúc quý anh chị và các bạn có một năm mới tần tài tấn lộc, an khang thịnh vượng, bình an và nhiều may mắn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.